xin chào mọi người <laughs> chưa thấy ai nhỉ rồi à, xin chào mọi người <laughs> mọi người có nghe thấy không <laughs> rất vui rất vui được uh, dành một chút thời gian mấy phút để uh, giao lưu với bà con như là lúc chiều tôi có viết một cái uh, cái cái status về cái chuyện là uh, tôi nói là các ông uh, các ông tuyên giáo hoặc là các nhà lý luận của bên uh, của nhà cầm quyền cộng sản nên uh, nên sử dụng cái, uh, cái 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 mạng xã hội các mạng xã hội uh, như là một cái thứ công cụ và để làm gì để mà giao lưu trực tuyến để mà thông qua cái mạng xã hội đó để tiếp cận được đến với nhiều người dân hơn để cho làm sao người dân người ta hiểu hiểu hơn đúng không ạ? Đấy thì thay vì là cái việc mà cứ đi bắt bớ hay là cứ đi chụp mũ người dân là gần đây thì là xảy ra cái chuyện trong tháng 10 thì là bắt ngày mùng 10 tháng 10 thì bắt blogger mẹ nấm tức là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở nhà Trang thế rồi hôm qua đầu tháng 11 thì lại bắt tiếp tục bắt tôi nghe tin là bắt ông bác sĩ hồ hải ở trong thành phố hồ chí minh thế thì tôi thấy là, là, là cứ quy vào cái điều là 88 bộ luật hình sự nói rằng là lợi dựa là, 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 là tuyên truyền chống lại nhà nước thế thì tôi nghĩ thay vì các ông cứ đi bắt người dân như thế thì nên sử dụng mạng xã hội nên sử dụng mạng xã hội mà không phải ở đây tôi nói là các ông không nên là À, là 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 sử dụng một cái page à, một cái page ví dụ như là lấy tên là ban tuyên giáo đảng cộng sản việt nam hay là một cái page như là ví dụ như là hội chống phản động hay cái gì đó hoặc là những cái cái cái, cái trang mà nó 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 không có cái mặt mũi nào của một người nào để người dân người ta dân người ta tin rằng đó là của các ông lập ra hay là do những cái bọn nào đó nó nó mạo danh các ông đúng không ạ hoặc là cái bọn thanh niên hay là bọn nào đó nó mạo danh thì người ta nó thiếu cái sự tin tưởng người dân người ta không thể tin tưởng vào những cái người ta không coi là những cái đó là những cái phát ngôn chính thức hoặc là những cái lời nói của các ông tôi nghĩ rằng các ông phải cần nếu mà không lập page thì các ông có thể lập những cái tài khoản cá nhân như thế này và cũng như là tôi này một là một người dân rất là bình thường đúng không ạ tôi cũng vẫn có thể giao lưu được với bà con mình thì các ông cũng thế thì các ông thậm chí các ông còn có điều kiện hơn nhiều tôi nghĩ là các ông có điều kiện hơn nhiều là các ông có những cái máy rất là xịn đúng không ạ có những cái phòng thu âm thậm chí các ông không phải nấu cơm như tôi hoặc là phải đi tối nơi là phải dành thời gian hoặc là nhà nó các ông chắc chắn là rộng có phòng riêng đẹp chứ không thể nào có nhà chật trội như nhà tôi mình muốn đứng nói chuyện hoặc giao lưu với bà con một chút lại phải rình rình bọn trẻ con xem là nó học thế nào hoặc là nó phải vào buồng học thì mình mới lại tranh thủ mình nói, nói 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 thầm ngoài này một tí ví dụ thế thế thì các ông có nhiều điều kiện hơn rất chúng tôi rất là nhiều các ông có về cơ sở vật chất các ông có về thời gian công tôi nghĩ là công cũng có thế rồi khả năng ăn nói của các ông thì đương nhiên là các ông toàn lên những cái chức cao như thế thì đều là đi học các cái trường lý luận chính trị rồi thì tôi nghĩ là các ông đã làm nghề tuyên giáo hoặc là làm nghề lý luận thì đương nhiên là cái khả năng ăn nói không thể nói là không được cái đó nếu mà ai bảo là không không có ông không có khả năng ăn nói thì tôi nghĩ là người đó đánh giá quá thấp và nhìn nhận quá sai lầm về công đấy cho nên là về thời gian các ông có về dụng cụ các ông có về khả năng lý luận rồi là về khả năng nói trước quần chúng tôi nghĩ các ông hoàn toàn có hết thế thì tôi nghĩ rằng các ông thay vì là chỉ có mỗi lên lên TV hay là lên lên đài hoặc là lên báo lên báo tôi thấy còn nguy hiểm là bởi vì lên báo nhiều khi nhà báo cứ cắt xén những cái câu chữ của ông đi nó không thật nó không biết là tôi thực, thậm chí là ngay cả bản thân tôi nhiều khi là tôi không biết là có đúng là cái lời của một ông bộ trưởng hay là một ông thứ trưởng hay là một ông quan chức nào đó nói có đúng như thế không hay là cái phía bên nhà báo người ta trẻ chữ ra hoặc là người ta cắt xén đầu xén đuôi đi. Bởi vì tôi nói là tại sao xén đầu xén đuôi vì nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm nó làm sai, làm sai các cái ý của các ông đi. À, cái ý của mình nói thì đúng không ạ. Tôi hoàn toàn thông cảm với câu ông về chuyện đó. À, chẳng hạn như bây giờ tôi nói một câu là nếu xong rồi thì Thế thì người ta cắt cha cái chữ nếu đi rồi Thế thì là hỏng rồi Ngược ý quay ngược lại 100% Thế là chết rồi giết người không giao rồi Giết người không giao rồi Ngay cả báo chí của các ông dưới là quân lính của các ông thật Dưới trướng của các ông thật Nhưng mà họ chỉ cần Tôi chả biết là vô tình hay cố ý Họ cắt cha cái chữ nếu Ở trong một cái câu cũng rất ngắn của ông thôi Nếu thì Thế thì người ta cắt chữ nếu của ông đi Thế thì hóa đương nhiên là ông bảo như thế là là, là cái điều ấy xảy ra trong khi đó câu điều kiện của ông là có chữ nếu ẩn hỏi chữ ít ẩn hỏi đúng không ạ chữ nếu ẩn hỏi mà người ta nói nếu có chữ nếu có thể bỏ cả cái cái tháp Eiffel vào trong cái một cái chai được đúng không ạ cái câu ngạn ngữ của người Pháp thì như có câu câu nói như vậy thế thì eh, quay trở lại eh, việc sử dụng mạng xã hội à, tại sao tôi khuyến khích các ông à, tôi khuyến khích các ông tôi rất là là chân thành đấy tôi chứ không phải là tôi xỏ lá hay là tôi chôn các ông đâu tôi nói nghiêm túc đấy là chúng ta các ông cũng cần quen sử dụng những cái mạng xã hội eh, như là facebook như là twitter À, như là các cái mạng xã hội khác Instagram bởi vì tại sao tôi không phải tôi suy tại các ông đâu mà tôi thấy rằng là các à, các vị quan chức à, từ tôi kể ra luôn cho các ông biết nhé à, vì tôi chơi cả bên à, trên Twitter nữa tôi biết là ngay cả nữ hoàng anh một bà già như vậy mà bà còn sử dụng Twitter ngay, ngay à, mà mà không phải là người ta nhờ người ta nhờ cái đội ngũ của thư ký hay là trợ lý người ta làm đâu mà, người bà ấy chụp luôn ảnh hoặc là bà ấy có những cái câu nói rất là hài hước tôi thấy rất là hay mà một bà già như thế mà 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 nói những cái câu mà tôi cảm thấy là rất là tin đúng không ạ Vẫn rất là tin tức là nói ngôn ngữ tức là rất thanh niên rất là hợp với lại thời sự chứ không hề mang tính cổ hủ hay là lạc hậu gì cả bám sát với lại cái tinh thần của thời cuộc thế rồi tôi thấy ngay như ông tổng thống Obama của Mỹ hay là ông thủ tướng Anh ngày trước cựu thủ tướng là ông Cameron vừa mới nghỉ đấy rồi bây giờ thậm chí là bà Theresa này chẳng hạn là là là, là, là Theresa May là cựu à, là đương kim thủ tướng nữ thủ tướng của Anh này chẳng hạn, thế hoặc là ông Lý Hiển Long ở bên Singapore, hay là ông à, thậm chí là ông ông Hun Sen, ông thủ tướng của Campuchia ở ngay bên cạnh Việt Nam luôn sát vách Việt Nam luôn, là ông cũng sử dụng Facebook, ông sử dụng Twitter, à, thế rồi ông 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 ông, ông thủ tướng à, mà quân đội tướng quân đội mà đảo chính Xong rồi lên bây giờ làm nắm chức vụ thủ tướng đương kim thủ tướng của Thái Lan đấy, à, ông ông đấy mặc dù là bên đấy dân người ta cũng chỉ trích ông ấy ghê lắm. À, chỉ trích ông 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 thủ tướng Thái Lan ghê lắm nhưng mà ông các ông biết không tôi post một cái post mà liên quan đến có liên quan đến Thái Lan ở bên Twitter thậm chí tôi thấy cái ông ông sử dụng ông ấy còn sử dụng bấm cái uh, nút thích của ở bên Twitter của tôi về cái chuyện đấy à, thì chứng tỏ là là, là 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 cái mạng xã hội à, cái mạng xã hội nó chỉ là một thứ công cụ mà một công cụ rất là tốt ở trong một cái thời đại thông tin như thế này một thời đại văn minh này người ta đã sáng lập người những cái người mà người ta đã nghĩ ra cái việc mà, mà mà có những cái công cụ đó để cho chúng ta sử dụng thì tại sao lý gì chúng ta lại không sử dụng đúng không ạ à, chúng ta phát huy được mọi mọi cái 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 cái, cái khía cạnh trong cuộc sống rồi, rồi nhất là các ông là những người đang cầm quyền à, những người đang cầm quyền mà các ông phải cần phải có sự gần dân và tôi nghĩ rằng việc ông chỉ phát biểu trong hội nghị à vì thông qua một đoạn nào đó của báo hay là của uh, truyền hình hay là của Đài Tiếng Nói thì nó không thể nào có tác dụng bằng cái việc mà các ông có thể sử dụng một cái mạng xã hội như là người dân Việt Nam bây giờ đang dùng. Thì bây giờ các ông cứ chê, tôi lại thấy nhé Các ông thấy có nói vô lý không? Vì nhiều ông, nhiều ông quan chức Cộng sản, ông cứ nói rằng là người dân bây giờ dân trí thấp, à, người ta cứ đổ dân trí thấp, nhưng mà tôi ngược lại tôi lại thấy là dân trí rất là cao, cao hơn các ông rất nhiều, đặc biệt là người ta lại có nhiều cái 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 cái, cái 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 tương tác cái tương tác giữa người nọ và người kia à, thì người ta cái sự tương tác là nó làm cho người ta gần gũi nhau, con người ta gần gũi nhau hơn, người ta biết lắng nghe nhau, thậm chí cả những cái quan điểm nó trái ngược nhau. thì bây giờ các ông không sử dụng tất cả, các ông cứ ngồi trong các cái lâu đài, các cái biệt thự, à, biệt thự đúng nghĩa luôn đấy. thì tôi các ông, tôi nghĩ rằng các ông mà không biết sử dụng cái này, các ông làm sao mà nghe được tiếng nói của người dân đúng không ạ? mặc dù các ông, tôi thật sự là tôi, tôi nghĩ rằng là thế nào cũng có các ông à, cũng muốn nghe những cái lời nói của dân thật đúng không? nhưng mà các ông lại cứ phải thông qua những cái bộ máy trợ lý hay là thư ký của ông và chúng nó biên tập. À, cái bọn đấy nó biên tập. Các ông các ông ở dưới quyền của ông có ông biên tập theo ý mà các ông thì quen vốn lại tai của các ông nó không được giống như tai tôi. Tai tôi nghe kể cả những lời trái chiều, những đó, đóng góp hay những phê phán chỉ trích, thậm chí cả những lời sỉ nhục, rồi lôi cả bố cả mẹ tôi ra chửi. Đúng không ạ? Nhưng mà tôi quen rồi. Các ông cũng phải thế, các ông phải tập thế chứ các ông là cái gì mà các ông cứ đòi bảo là chỉ quen rồi nghe lời ngọt ngào. Nên định nếu các ông chỉ biết tai các ông chỉ biết nghe một chiều như thế thì thì muôn đời các ông chả biết người dân người ta sống như thế nào người ta nghĩ thế nào thế rồi các ông quen những cái lời ngọt ngào quen những cái lời nịnh phỉnh nịnh mà nó không đúng sự thật vấn đề là nó không đúng sự thật ai cũng thích khen đúng rồi tôi biết cái tâm lý mà 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 con người thì ai cũng thích cái lời khen nhưng mà mình phải biết nhất là những cái người mà cầm trọng trách à, trong trọng trách à, gánh trên vai của mình những cái trọng trách của rất nhiều người khác người ta à, chất lên vai mình thế thì mình phải biết rằng là nghe những cái lời trái chiều hoặc là nghe những cái lời nó không giống uh, mọi khi là không chỉ có là là, là nịnh bợ hay là những cái lời nói là bọc đường bởi vì tôi thực ra tôi nghĩ nếu mà chúng ta chỉ quen nghe mỗi cái chuyện mà những cái lời nói ngon ngọt rồi nó bọc đường ấy, thì thậm chí tự dưng là cái khẩu vị giống như món ăn của mình mình ăn mình cứ quen mãi một món đấy. bây giờ mình ăn ra cái món khác nó có gia vị như là cay như là chua như là mặn như là đắng như là chát chẳng hạn tức là ta không ăn được ta ọe ta nôn ra thậm chí ta sốc rồi ta bị 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 phản ứng với lại các cái thức ăn đó mà trong khi đó cuộc đời này đúng không Công cuộc đời này thì nó muôn màu muôn màu muôn vẻ và nó có rất nhiều thứ rất nhiều thứ thậm chí là rất là đáng cay mà nhất là những cái người đàn ông là một chuyện mà những cái người mình đã mang trọng trách trong trên vai của mình rất nhiều thế thậm chí mình phải biết cả nếm cả những cái món đáng cay nữa mà mình vẫn sống vẫn tồn tại được thế thì mình mới trưởng thành chứ đúng không ạ với trưởng thành tôi trưởng thành tôi nói là trưởng thành về bản lĩnh ấy chứ còn nếm về cái thể chất thì cứ già lớn đi xong rồi ăn thức ăn xong rồi lớn xong rồi già thì cái đó nó chỉ là cái 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 bên ngoài của con người thôi, nó không nó không trưởng thành về cái đầu óc, nó không phải trưởng thành đúng nghĩa. nó không thể tạo cho mình một cái những cái phản ứng hay những cái suy nghĩ suy nghĩ về thời cuộc, suy nghĩ về những cái đời sống của người dân, suy nghĩ về 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 thực tế cuộc sống nó đang là như thế nào, đúng không ạ? Thế thì thế cho nên là tôi khuyên các ông một cách chân thành là ông cần phải biết sử dụng mạng xã hội công có thể sử dụng facebook có thể sử dụng twitter không vấn đề gì cả để làm sao để lắng nghe tai mình được lắng nghe với những âm thanh của cuộc sống tai mình mình được tiếp xúc với lại các mặt của khác nhau của cuộc sống chứ không phải mình chỉ ngồi trong một cái tháp ngà mình ngồi trong một cái lâu đài rồi bốn trong bốn cái bức tường mà nó cách ly hoàn toàn với lại cái cuộc sống xã hội ở ngoài nó sôi động biết bao nhiêu thì các ông ngồi trong nó êm đềm yên tĩnh tất nhiên có những lúc chúng ta cần phải yên tĩnh À, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái để biết được cuộc sống nó đang xảy ra những cái gì, nó xảy ra như thế nào và tại sao nó xảy ra như thế, đúng không ạ? Tôi là một người dân và tôi còn biết suy nghĩ như thế, tôi còn quan tâm như thế, tôi còn cố gắng dành thời gian bố trí trí cho cho những cái việc như thế. Thế thì tại sao các ông là những người mà được có quyền có chức, đúng không ạ? Và có cái vai trò ở trong xã hội, có cái quyền hạn ở trong xã hội, các ông cần càng cần phải tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau cần phải nghe được nhiều tai, nghe được nhiều hướng, mắt được nhìn nhiều thứ chứ không phải chỉ nhìn qua mỗi cái trên những cái báo cáo hay nói là có những cái lời của các cái vị trợ lý hay cái vị thư ký của các vị đâu. Như thế thì rất là dở. Ngay bản thân các các ông cũng nếu mà chỉ biết nghe như vậy, tiếp cận cái thông tin một chiều như vậy thì các ông chỉ cần nghe một lời nó trái với cái, cái bình thường, các ông vốn dĩ được nghe là tự dưng các ông thấy khó chịu, các ông thấy bực tức, các ông thấy cuồng nộ trong người cả, ông cần phải sử dụng cái quyền lực của ông để bóp chết những đứa nào nó nó nói khác với lại cái lời của ông có nghe đúng không ạ? tự dưng nó tạo cái phản ánh phản ứng như thế mà con người ta là là, là, là vui buồn hỉ nộ ai ố là cái chuyện mà những cái 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 cung bậc cảm xúc tình cảm của con người nó rất là người. Thế còn ai mà không có được như thế, tôi nghĩ không phải con người, đã là con người thì có lúc vui, lúc buồn, lúc tức, lúc giận, lúc cáu, lúc mệt đó là cái chuyện phản ứng rất là bình thường đúng không ạ thế thì các ông phải tiếp xúc với lại phải xã hội cần phải nghe ông cứ nói là cần gần dân thế thì cái theo cái cá nhân của tôi nghĩ các ông sử dụng bằng cách sử dụng mạng truyền thông xã hội này nó sẽ giúp các ông không mất quá nhiều thời gian để phải đi đến kinh lý hay là đi đến rồng rắn đến thăm một cái chỗ nào cả mà thông qua một cái cái trang một cái tài khoản xã hội như thế này các ông có thể nói ra cho người dân biết là các ông định hay là một cái chủ trương nào đó, một cái đường lối của nào đó của các ông, các ông cần như thế nào bởi vì thế này, các ông phải có cần dân, à, người dân mà người ta hiểu được các ông, à, người ta thông hiểu được các ông, thậm chí người ta có thể cảm thông được với các ông những cái khó khăn hay là những cái mà hạn chế của các ông, à, thì người ta người ta sẽ sẽ xuống vào hoặc là người ta có thể bằng cách nào đó người ta giúp các ông hoặc là ít thậm chí ngay cả uh, mức tối thiểu nhất là người ta không khơi khó dễ thì các ông hoặc là người ta có bình luận thì người ta dùng những lời lẽ nó nó mang tính cảm thông và con người hơn mang tính đồng bào với nhau hơn thay vì người ta chỉ có chỉ trích hay là người ta chỉ có có nói nói những điều khó nghe chẳng hạn đấy đúng không đấy thì tôi nghĩ rằng các ông cần phải biết sử dụng mạng xã hội để làm sao bởi vì cái lời của các ông mà ví dụ livestream như tôi như thế này nó có sức thuyết phục nó có sự lay động người ta có thể nhìn thấy cái ông trong ánh mắt của các ông là niềm vui, nỗi buồn, sự uh, chia sẻ cảm thông hay là một cái sự chân thành nó toát hết ra cả trong trong cái con mắt của mình, đúng không ạ? Nó sẽ thuyết phục người dân hơn, đúng không? Ông đau ông có thể chảy nước mắt, ông có thể khóc bởi những lúc tôi xúc động, tôi vẫn khóc là chuyện bình thường. Bởi thì vì thế đó mới là con người chứ chúng ta đâu có phải là những cái sinh vật mà nó chai lì cảm xúc đâu, đúng không ạ? Đất nước của chúng ta đến như lúc thời điểm lúc này nó tang thương như thế, nó có vô vàn những điều mà mà trong cuộc sống nếu mà càng nói thì càng cảm thấy nó đau lòng bấy nhiêu đúng không? Thế thì các ông các ông cần phải tiếp xúc như thế này. Thế thôi, các ông đừng ngại. À, có người nói với tôi rằng còn ở trong cái post của tôi nói rằng là các ông không đủ bản lĩnh hay các ông sợ người dân ném đá. Tôi xin thưa mấy các ông. Không sợ. Đừng sợ. Bởi vì làm sao? Cái sự ném đá người ta nói ở đây tức là bằng ngôn từ người ta có thể chỉ trích hoặc thậm chí có thể chửi bới và lăng mạ đấy thì tôi cũng nên ban đầu tôi cũng phải chịu đựng cái những cái điều đó rất nhiều tôi chịu được lý gì các ông không chịu được mà tôi nói như này thậm chí ngay kể cả an ninh có thể xông vào nhà tôi để bắt tôi ngay lập tức lúc này có thể giết chết tôi ngay lập tức lúc này có thể bắt bỏ tù tôi ngay lập tức ngày mai đúng không ạ mà tôi còn vẫn nói bình thường được như thế này thì tại sao các ông chỉ có mối nói như thế này để cho người dân người ta hiểu được là các ông nghĩ gì các ông định làm gì thuyết phục người ta để người ta hiểu người ta sẽ theo không ít thì nhiều chắc chắn sẽ có người nghe theo và làm theo các ông ví dụ chẳng hạn hoặc ủng hộ các ông ít ra là nó sẽ có tỷ lệ nào đó thế thì, thì ông gì làm gì sợ không sợ gì ném đá cả bởi vì các ông có bị ném đá bằng ngôn từ ở trên mạng người ta cũng cũng không thể nào ném như tôi đúng không ạ tôi là một thằng dân đen người ta sẵn sàng người ta chả biết tôi là ai gì cả người ta chửi bới người ta người ta dùng những ngôn từ nó kinh khủng khiếp lắm đúng không ạ thậm chí người ta còn đe dọa giết tôi đúng không ạ thế thì các ông làm sao mà đứa, đứa nào nó dám nói như thế làm sao mà người ta có nói gì chăng nữa thì người ta cũng sẽ rất là nếu các ông chân thành với người ta người ta cũng sẽ rất chân thành với lại các ông và người ta có một sự tôn trọng ngay cả bản thân tôi tôi sẽ rất tôn trọng những người vị nào sử dụng mạng Facebook mà có sự giao lưu tương tác thật lòng và chân thành với người dân thì tôi cũng sẽ đánh giá cao những cái vị đó và tôi cũng sẵn sàng tôi lắng nghe tôi lắng nghe họ xem là họ trình bày cái quan điểm của họ như thế nào đúng không ạ có thể là quan điểm cá nhân không nhất thiết là một cái người mang cái chức bộ trưởng hay thứ trưởng nói rằng là tôi sẽ thực hiện cái chủ trương này mà các anh có thể các ông có thể là bình luận với tư cách các ông nói thẳng ra cái cuộc nói chuyện của tôi với tư cách là một công dân hay là tư cách một con người. Tôi muốn nói bà con vì tôi có thể tiếp cận được cái nguồn thông tin thế nọ thế kia thì tôi giảng giải hoặc là tôi lý lẽ hoặc tôi nói à diễn giải ra để cho bà con nắm được cái tinh thần nó là như thế, đúng không ạ? Thì nó tốt hơn nhiều. Chứ đúng không chứ còn ông cứ lên trên uh, trên tivi người ta chỉ cắt cúp người ta chỉ chiếu một cái nó rất là ngắn đúng không người ta chỉ chọn lọc theo cái ý của người ta thôi thậm chí là tôi nghĩ rằng người ta còn cắt cái câu chữ của các ông đi thì nó lại mang họa nó lại gây cái sự hiểu nhầm vô cùng đáng tiếc từ cái công luận từ người dân bởi vì người dân có được nghe ông trực tiếp nói đâu đúng không kể cả ông nói like như thế này giao lưu trực tuyến như thế này nói có vấp ngôn từ có nó không được lôi loát hay thậm chí ông buồn hát xì si hơi ông hát xì si hơi một cái tôi nghĩ không sao ông có thể cái 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 ngứa ở trong lỗ mũi ông thì thò tay ông ngoáy cái mũi một cái tôi nghĩ là nó cũng không sao không ai đánh giá thậm chí có những cái hành động đó nó mới là con người nó mới thật sự là cái bản chất của mình chứ nó không có cái gì không ai bắt lỗi chúng ta những cái chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn đấy cả cái quan trọng là các ông truyền đạt cái thông tin như thế nào cái cách trình bày của ông như thế nào có thuyết phục người ta hay không à hay là những cái chủ trương đường lối đó À, nó có làm sao người dân người ta à, thấy à, là đúng và cần lên theo hay không đó mới là những cái mấu chốt chứ còn những cái tiểu tiết tôi nghĩ rằng không là vấn đề gì cả đúng không ạ đấy thì thì tôi nghĩ là như thế các ông cần phải có một cái thay vì là các ông nay các ông sai à, an ninh chụp mũ cho người nọ người kia là tội nọ nội kia tội hai năm tám là lợi dụng tự do dân chủ tôi xin lỗi chứ làm sao mà chúng ta so với các nước khác chung quanh đấy như hôm qua đấy à, các ông biết rồi đấy tổ chức phóng viên không biên giới À, người ta đưa ông Nguyễn Phú Trọng là cái người mà chịu trách nhiệm mình nói như là cái người chịu trách nhiệm ở trong cái đất nước này bởi vì Đảng Cộng sản đang là cái đảng duy nhất và là đảng cầm quyền toàn quyền trong cái đất nước Việt Nam. Thì người ta đưa ông hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng lên người ta nói ông ấy là một trong những kẻ thù của internet. Thế thì làm sao mà 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 mình lại cứ để thiên hạ người ta nhìn nhìn đất nước mình, con người mình với một cái 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 đáng xấu hổ như vậy hoặc là không có cái gì lấy làm tự hào gì cả trong cái chuyện đấy cả đúng không à, thế thì đó tôi nghĩ rằng các ông cần phải cởi mở à, các ông cởi mở ngay cả cái tư duy của ông cái cách suy nghĩ của ông chứ các ông đừng nghĩ rằng các ông bây giờ các ông toàn cầm quyền lực thế rồi các ông bây giờ các ông muốn bắt ai muốn bỏ tù ai các ông chỉ cần chụp cho một cái mũ à, đấy mũ theo điều luật 258 điều luật 79 điều luật 87 điều luật 88 những cái đó thì những cái điều luật của ông nó mơ hồ chúng ta không phải cãi nhau gì cả cãi nhau về cái chuyện tranh luận về những cái điều luật đấy nữa. Thế còn các ông bảo là tôi chúng tôi đang cầm quyền lực và chúng tôi thích thể hiện quyền lực bắt người dân phải nghe lời theo lời các ông thì tôi xin lỗi rằng nếu các ông đã dở lý như thế thế thì lời gọi góp ý của tôi nó trở thành là vô nghĩa à, và các ông chỉ thỏa mãn nếu mà ông có làm như vậy tức là chỉ biết sử dụng quyền lực để chụp mũ để bịt miệng người dân à, thì các ông chỉ để thỏa mãn à, để cho thiên hạ biết rằng là ờ chúng tôi vẫn hại còn đang cầm quyền lực chúng tôi thích làm gì thì làm thôi chứ không cái sự bắt bớ, cái sự quy chụp mà bắt bớ bỏ tù đánh đập tra tấn thậm chí là giết chết uh, những người dân thì nó không có tác hạ tác dụng gì cho các ông đâu và nó không có tác dụng gì cho xã hội của chúng ta mà ngược lại nó sẽ kích thích uh, những cái sự uh, phản kháng, uh, kích thích những cái sự uh, bất công hay là những cái suy nghĩ cực đoan uh, tôi nói suy nghĩ cực đoan là bởi vì con người thì người ta chỉ có giới hạn thôi người ta có thể trao đổi với nhau đối thoại với nhau ở mức nào đó chứ bây giờ các ông cứ ra tay một cách tàn bạo như vậy thế thì làm sao mà mà ai cũng cứ bảo là đối xử hay là nói năng lễ phép hay là phải nhân đạo với công được một khi các ông tuột khỏi cái, cái quyền lực đó đúng không ạ tôi chỉ lấy bằng chứng ra như là các ông về cái chuyện mà, mà, mà một số các cái các, các, các ông bà mà đi đảng viên học lớp cao học chính trị rồi là bị do cái tai nạn hỏa hoạn đó Mà cái phản ứng người dân người ta đấy ít nhất là trong đầu người ta nghĩ như thế Thì các ông phải suy nghĩ chứ đúng không ạ Thay vì thế tại sao người dân lại người ta lại nghĩ như thế vậy Tôi thì tôi không bàn luận về chuyện đó nhiều Tôi không muốn nói về cái chuyện đó nhiều Nhưng mà đó thực sự nó là theo tôi nó là một hiện tượng xã hội Mà nó không phải chỉ là một cá nhân đơn lẻ Nó của rất nhiều người Vậy thì các ông phải suy nghĩ các hội suy nghĩ về chuyện đó Mình thay và cần phải thay đổi Thay đổi cái, cái, tư duy, thay đổi cái cách nghĩ, cái cách tiếp cận của vấn đề Ở đây Chứ còn bây giờ tôi nói các ông nha Các ông có thể bắt bỏ tù không phải chỉ mẹ nấm Không phải chỉ ông Hồ Hải Thậm chí các ông có thể bắt được rất nhiều người Đúng không ạ? Có thể bắt một loạt, một chiến dịch các ông bắt suốt tỉnh nào các ông cũng có thể bắt bất kỳ ai mà lên tiếng trên Facebook. Các ông có thể bắt, các ông chụp thích chụp mũ gì thì, thì không có tội, các ông nặng ra tội. Đúng không ạ? Tội bé các ông nặng ra tội to. Cái chuyện đấy nó hoàn toàn các ông có khả năng. Tôi không không chối bỏ cái điều đó nhưng tôi nói các ông làm như thế thì được cái gì và nhân dân đất nước này được cái gì đó mới là cái điều tôi quan tâm và tôi muốn chân thành góp ý với các ông ở cái điểm đó chứ còn các ông phải hiểu rằng những cái công cụ để các ông truyền đải tải thông tin hay là các ông gọi là tuyên truyền đó từ trước đến nay nó đã quá lỗi thời nó đã quá lạc hậu nó không theo kịp một chút nào của thời đại của xã hội văn minh này và người dân người ta đang đi trước các ông rất là nhiều người ta đi trước các ông rất là xa và người ta quá hiểu biết người ta biết được thậm chí uh, ngay cả nửa vòng trái đất nó xảy ra chuyện gì thì trong vòng một phút người ta đã biết rồi người ta biết trước các ông rất là nhiều và thậm chí nếu các ông không sử dụng mạng sâu các ông chỉ đợi những cái nguồn tin do uh, nội bộ các ông cung cấp lên ý. tôi nghĩ là nó quá là cậu thậm chí là nói xin lỗi các ông chứ thậm chí người ta ăn xong người ta đi về nhà người ta làm gì rồi các ông lúc đó mới biết chứ làm sao mà biết tự nhiên như người dân người ta sử mạng xã hội người ta biết ngay lập tức cái chuyện này xảy ra ngay lập tức trong vòng chỉ một phút tôi nghĩ như thế kể cả cách xa nửa vòng trái đất là xa nhất à, trên cái hành tinh này thì người ta cũng đã biết thậm chí như tôi này đêm khuya tôi có thể vào mạng tôi xem những cái cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton những cái cuộc tranh luận của người ta à, có thể là tiếng Anh của tôi nó chưa đủ mức đến độ tôi nghe toàn bộ hết cái gì nhưng mà tôi ít nhất tôi biết được cái ý chính của người ta. Hai ông bà đấy cãi nhau vì cái gì? Biết ngay lập tức không cần phải đợi ai cả. À, có thể các ông không 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 biết ngoại ngữ tôi thông cảm. Cái điều đó chuyện rất bình thường không vấn đề gì cả. Nhưng các ông có thể nhìn thấy hình ảnh đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn như xảy ra cái vụ đảo chính ở Ankara, đảo chính ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn tôi sử dụng mạng Facebook à mạng Twitter bên kia tôi mạng Twitter mà bên Twitter có biết không dân bên đó họ không phải dùng livestream như là Facebook này nhưng họ có cái mạng của họ trực tiếp truyền hình trực tiếp là Periscope à, cái mạng Periscope người ta post ở trên Twitter tôi thông qua đó tôi còn biết theo dõi tình hình cập nhật từng giây từng phút tôi biết ngay đấy thì các ông có biết đâu các ông không hề biết đấy thậm chí các ông đợi phóng viên báo chí người ta lấy tin của các hãng tin truyền rồi người ta biên tập lại rồi người ta phát lên may ra các ông mới biết hoặc là các ông chỉ nghe lại điện thoại nghe điện thoại hay nghe người khác nói lại làm sao bằng mình tự mắt mình chứng kiến tự mình mình cảm nhận cái không khí đó đúng không cái âm thanh đó cái hình ảnh đó nó tác động đến chúng ta như thế nào đúng không đó cho nên là các ông cần phải biết sử dụng mạng à, xã hội à, để truyền đạt à, cái lời ăn tiếng nói cái thông điệp à, cái chủ trương cái đường lối cái quan điểm cái tư duy những à, và những hành động tương trong tương lai của các ông tới người dân và cần phải thuyết phục của họ bằng cái sự tấm lòng chân thành của mình đúng không ạ chứ không phải thay vì đừng công tôi nghĩ rằng bắt bớ giải bắt bớ giam cầm hay là chụp mũ không giải quyết được vấn đề không giải quyết được vấn đề mà các ông làm như vậy nó càng đẩy các ông ra khỏi những người dân nó càng đẩy ra và nó trở thành thay vì chúng ta đối thoại chúng ta tôi với tư cách là người dân đối thoại nói chuyện bằng cái cách nọ hoặc bằng kênh kia với các ông chúng ta trở nên đối đầu chúng ta đâu phải kẻ thù đúng không ạ chúng ta cùng là người việt chúng ta cùng một một chữ đồng bào với nhau à, trước khi tôi nghĩ rằng người việt mình có một cái tính rất xấu à, không phải chỉ gần đây mấy chục năm gần đây giữa trái ngược về cái tư tưởng giữa người cộng sản và cái người quốc gia à, để xảy ra cái cuộc chiến nam bắc dưới rồi hàng triệu người con người à, đã phải ngã xuống ở giữa hai bên tôi không muốn nói về điều đó mà tôi muốn nói kể cả xa hơn trước trong lịch sử của người việt mình à, từ từ cái thời trịnh nguyễn phân tranh chẳng hạn đàng trong đàng ngoài chẳng hạn thì người việt mình có những cái thiếu về tôi nghĩ rằng người mình việt mình kém về năng lực tư duy và ngôn ngữ à, tức là gì trong đầu mình không biết diễn tả trong đầu mình nghĩ cái gì cho cái người người nghe người ta hiểu và thậm chí ngay cả anh em của mình trong nhà hai anh em không giải quyết được vấn đề bằng cái lời nói, đúng không ạ? Không thuyết phục được nhau, rồi sinh ra xích mích, xích mích thậm chí là người Việt mình có một cái tệ nữa là một khi đã ghét thù ghét nhau, càng thân thuộc bao nhiêu, lại càng thù bấy nhiêu. Chúng ta đánh nhau và gần đây chúng ta đánh nhau với ai? Đánh nhau với người pháp, chúng ta đánh nhau với người mỹ, chúng ta đánh nhau với lại người Trung Quốc trong các cái cuộc chiến khác nhau. Nhưng bây giờ là gì? Bây giờ thậm chí những cái người đó lại được à, quý vị các ông chào đón người ta một cách rất là chân thành. À, với những nghi thức trang trọng nhất, dành những món ăn à, tinh túy nhất của dân tộc Việt để tiếp đón họ và họ trở thành những người bị khách quý trên mảnh đất của chúng ta. Nhưng ngược lại, giữa người Việt chúng ta chúng ta với nhau thì thế nào? Có được cái tình cảm đó hay không? có được gác bỏ đi hay không? Hay chỉ vì có một sự khác biệt về lối nghĩ của chúng ta mà chúng ta còn coi nhau như kẻ thù truyền kiếp, còn khủng khiếp hơn cả kẻ thù truyền kiếp. Thì đó, đó là một cái một cái rất là dở, một cái đặc tính rất là dở của người Việt mình. À. Yêu nhau, thương nhau thì thì hết lòng với nhau nhưng khi đã ghét nhau, ghét cay ghét đắng thì thậm chí còn coi nhau còn hơn kẻ thù kinh khủng khiếp, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng cái đó cái gen mà người việt mình cái tính xấu của người việt mình đó nó không tạo ra cái sự đoàn kết là cái thứ nhất cái thứ hai là tôi nghĩ rằng do chúng ta người việt chúng ta có lẽ là cái năng lực sử dụng ngôn ngữ nó quá kém nó quá kém à, trong cuộc sống hàng ngày chẳng hạn chúng ta có thể nhìn thấy những cái xích mích à, bất đồng hoặc là những cái va chạm rất là nhỏ các dân tộc khác người ta có thể người ta nói nhau bằng lời nói người ta để tránh cái sự đổ máu mâu thuẫn nhưng người việt mình chắc chắn sẽ sử dụng bạo lực những người sử dụng ưa bạo lực và thích sử dụng bạo lực thường là những người kém về năng lực, về ngôn ngữ và tư duy. Cho nên họ trước một cái mọi vấn đề họ chỉ thích sử dụng bằng bạo lực, bằng nắm đấm, bằng súng đạn, bằng dao, bằng chất nổ. Chứ họ không biết sử dụng mà cái suy nghĩ ở trong đầu họ, không sử dụng cái mồm, cái lưỡi của họ, không sử dụng cái lời nói của họ để thuyết phục người khác lắng nghe cái của họ, cái quan điểm, cái tư duy, cái ý kiến của họ, cái cách nghĩ của họ đúng không ạ? Đó là một cái tính rất là xấu, cái xấu của người Việt mình. Không phải của riêng ai cả mà chúng ta cần phải biết. Đó là một cái gen xấu của người Việt mình ngoài những cái gen tốt của dân tộc ta, của người Việt gọi là người Việt chúng ta. Thì nó có một cái gen rất xấu, cực xấu là như thế. Kém về khả năng ngôn ngữ và kém về khả năng trình bày cái tư duy của trong đầu mình. Tức là cái gì đang nghĩ, trong đầu mình đang nghĩ ra bằng lời nói để có thể thuyết phục được người khác. Đúng không ạ? Đấy cho nên là À, chính có thể các ông cũng bị mắc một cái bệnh đó à, các ông bị mắc mắc một cái bệnh đó cho nên khi thấy người dân người ta sử dụng mạng xã hội người ta bày tỏ những cái quan điểm những cái lời nói những cái bình luận những cái chỉ trích của các người ta đối với các cái chính sách của các ông hay là đối với những con người cụ thể của các ông thì các ông lại dùng các điều luật một cách nó rất mơ hồ và đầy tính độc đoán và độc tài để mà nhằm bóp bẹp người ta mà bịt mồm bịt miệng thậm chí là lấy cái mạng sống của người ta đầy đoạn người ta để thỏa mãn cái cơn Thỏa mãn cái sự gọi là uh, thể hiện, thể thích thể hiện. Tôi bệnh gọi tạm gọi cái bệnh đấy nôm na là bệnh thích thể hiện, đúng không ạ? thì nó là rất nguy hiểm. bởi vì trong cái thời điểm hiện nay, uh, mặc dù các ông đang là những người cầm quyền lực thật, nhưng tôi nghĩ uh, uh, cái sự toàn trị của ông nó um, nó không còn lâu nữa, nó không còn lâu nữa bởi vì người dân người ta đã nhận thức được được vấn đề như tôi chẳng hạn tôi là một thằng xuất phát từ nông thôn tôi có một cuộc sống rất là bình dị hồi bé tôi rất là khổ mà đến tôi còn nhận thức là được vấn đề thế thì những người biết bao những người những người trai hùng của đất việt này người ta có đầu óc sáng lắm người ta được quyền tiếp cận với biết bao những cái văn minh những cái những cái tốt đẹp của xã hội người ta có rất nhiều cơ hội thì người ta khi người ta thể hiện thì nó còn như thế nào đúng không ạ mà các ông phải biết rằng tại sao con người đấy hôm nay tôi đọc là cái một cái status của của một thanh niên rất là trẻ chú ấy tên là trường sơn chú trường sơn chú viết ngắn gọn thôi nhưng mà nó ý nó khái quát nó thể hiện được là, là có hai thứ mà con người nó sinh ra đã là người gọi là người sinh ra là nó có rồi đó là cái tự do về ngôn luận đó là cái tự do về tư tưởng miễn làm sao con người sử dụng cái cái tự do ngôn luận cái lời ăn tiếng nói của mình nó không đặt điều nó không bôi nhọ nó không Uh, vô vạ hay là vô cáo những người khác không ảnh hưởng người khác thế con người ta được quyền nói chứ. Con người nó khác, nó là động vật cao cấp nó khác hẳn với những cái tầng cái 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 loài thú khác, chính là vì có suy nghĩ về tư tưởng. Chính là vì có lời ăn tiếng nói, chứ còn con vật nó chỉ biết kêu thôi, cứ dùng tiếng kêu để nó giao tiếp. Nó dùng tiếng kêu, con con mèo thì nó kêu meo meo mà con chó thì nó kêu gâu gâu, con lợn thì nó kêu ủn ỉn, đúng không ạ? Còn chúng ta là con người chúng ta thoát hẳn lên trên của những cái loài khác chính là vì chúng ta có tiếng nói vậy thì bây giờ các ông bịt miệng người ta cấm người ta nói nói bằng lời này hoặc là bằng con chữ tức là cái quyền tự do về ngôn luận người ta bàn luận về tất cả về các mạng về các vấn đề của xã hội đời sống nó liên quan đến người ta cuộc sống của người ta thì làm sao các ông chặn được làm sao mà ông bịt mồm mãi người ta được đúng không và hai nữa thì người ta được tự do về tư tưởng các ông ok các ông nói là đảng cộng sản à câu theo là các ông là đảng viên của đảng cộng sản các ông lấy tư tưởng của chủ nghĩa mark lenin à, à, làm cái kim chỉ nam cho mọi hành động của các ông ok nếu các ông lựa chọn tôi cũng không trách cứ hay là mắng bỏ hay chỉ trích gì các ông cả nhưng các ông phải ngược lại các ông phải để cho những người dân như tôi tôi đâu có phải đảng viên động cộng sản tại sao tôi phải phải lĩnh hội cái tư tưởng đó có rất nhiều các nhà triết gia ở trên thế giới từ cổ đến kim Tôi có quyền được tiếp cận với các triết gia đó Tôi có quyền được nghiên cứu và Những cái tư tưởng của các cái triết gia đó Từ Đông sang Tây Từ Kim đến Cổ Đúng không ạ? Vì là con người Bởi vì đơn giản thôi Vì tôi là con người Cho nên tôi được quyền tiếp cận Tôi được quyền thảo luận Tôi được quyền suy nghĩ Về các cái hệ tư tưởng đó Thay vì chỉ mỗi chủ nghĩa Mark lên đi Thế các ông có quyền được tiếp cận với chủ nghĩa Mark lên Tại sao ông lại cấm tôi chủ nghĩa Tiếp cận với những cái tư tưởng khác Của các nhà triết gia khác Đúng không ạ? cuộc sống là muôn mặt mà các ông đúng không? tại sao các ông bắt chúng tôi phải giống các ông đúng không? đó thì tôi tôi muốn nói à các ông theo dõi nếu các ông có thể các ông rất là bận rất là bận biệu các ông không có thời gian à tôi hoàn toàn thông cảm nhưng ít ra tôi thông qua cái giao lưu này để tôi ít nhất tôi với tư cách là một con người Việt Nam à tôi muốn trao đổi một chút một cách rất chân thành rất chân thành À, với các ông là như vậy. Các ông cần phải suy nghĩ, cần phải suy nghĩ, cần phải bắt nhịp với cuộc sống. cần phải hiểu là xã hội chúng ta, thời đại của chúng ta đang diễn ra và sống như thế nào. và thay vì là các ông cứ ngồi trong tháp ngà để mà theo đuổi một cái 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 chủ chủ nghĩa riêng của các ông rồi các ông lại muốn áp đặt lên tất cả trong cái toàn bộ 90 triệu con người Việt Nam sống trên lãnh thổ của cái đất nước hình chữ S thì đầy đau thương này bằng cái tư tưởng của các ông cả rồi khi các ông mà không nghe được nhiều phía phía nhiều hướng nhiều tai thì các ông nghe thấy một lời nó trái với lại bình thường trái với những cái ngôn ngữ ở trong các cái hội trường của các ông đầy tiếng vỗ tay đầy những đầy, đầy những cái bản nhạc êm dịu hay là đầy một cái không khí mát lành thay vì một cách đầy nóng bức nực nội rồi lăn lộn ở trên đồng cỏ hay trên đường phố để mưu sinh của người dân chẳng hạn thì đương nhiên các ông sẽ không thể nào biết được cuộc sống nó là như thế nào, không thể hiểu được uh, cái suy nghĩ tình cảm của người dân người ta như thế nào, à, nói đơn giản như cái chuyện lũ lụt đây hiện tại đây, thế thì nếu như các ông uh, uh, có lòng, các ông có thể lên giao lưu để nói cho bà người toàn dân người ta biết cái lợi hay cái hại phân tích cho người dân ngay lợi hay cái hại của thủy điện nó là như thế nào, rồi chính các ông mới có những cái thông tin uh, để cung cấp cho người dân biết là thủy điện nó đóng họ đóng góp được bao nhiêu cho cái đất nước này, cho cái cuộc sống của người dân này. Chứ còn thay vì như bây giờ, các ông biết đấy, như hôm nay đang xả lũ, tiếp tục xả lũ không cứ gì ở Quảng Bình hay là Hà Tĩnh nữa, mà các ông xả lũ, cho xả lũ ở Phú Yên, Tuy Hòa và nước ngập đến tận gần đến nóc xe, khách chạy trên quốc lộ rồi. Thế thì người dân đẩy người dân vào những cái tận cùng của đau khổ, của mất mát của Chile và cái chết. Thế thì làm sao mà mà các ông hiểu được lòng dân? Thì người dân người ta có quyền suy nói lên suy nghĩ của mình chứ, đúng không ạ? Người ta có quyền chỉ trích, thậm chí người ta chửi bới với những cái ngôn từ rất là khó nghe, à, những ngôn từ có, nó rất là đời thường. Thậm chí các ông có thể hiểu đó là những ngôn từ rất trợ búa về cái chuyện mà thủy điện xả lũ như thế gây ra mất mát, đau thương rồi là tiền của như thế thế thì các ông không 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 nói cho người dân hiểu và không hoặc là không lên thậm chí là một lời xin lỗi thôi tôi nói ví dụ như các ông mà giao lưu trực tuyến như thế này một lời xin lỗi chân thành của các ông với ánh mắt với cái gương mặt biểu lộ tình cảm của các ông trước người dân tôi nghĩ rằng người dân người ta sẽ thông cảm hơn rất là nhiều thay vì các ông chỉ biết nói phát biểu một cách hùng hồn hay là gì đó ở trên tivi trong một cái giai đoạn rất ngắn bởi vì trực tuyến này nó khác hẳn nó là thật nó là rất thật thậm chí các ông có thể để gì cái gì có ke ở trong mắt người ta có thể nhìn thấy không sao cả không sao cả thế mới là con người các ông ạ à, đừng ngại hãy mạnh dạn lên thay vì các ông tìm cách bịt miệng bịt mắt bịt mồm người dân và thay vì đánh đập bắt bớ bỏ tù nó không giải quyết được cái gì một người có thể chết 10 người chết trăm người còn chết nhưng nghìn người chết làm vấn đề ngay được các ông ạ à. đâu phải đơn giản đâu và thời đại này các ông phải hiểu là người dân đang đi trước các ông rất là nhiều vấn đề là như thế nếu như ông không chịu tiếp thu không chịu thay đổi bản chất không chịu đổi cách nghĩ cái cách ứng xử của ông với người dân thì nó chỉ có đẩy đến chúng ta thay vì đối thoại với tư cách là những người việt với nhau với tư cách là cùng một đồng bào thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ thù đúng không ạ điều đó rất nguy hiểm không chỉ nguy hiểm cho một mình tôi hay là những người khác mà nguy hiểm ngay cả cho các ông nguy hiểm cho cả cái đất nước và cả cái dân tộc này đó đấy là lời những cái lời mà tôi muốn trao đổi với các ông và hy vọng bằng một cách nào đó cái hình ảnh lời nói của tôi có thể đến tai của các ông mà còn cái sự lựa chọn nào thì đương nhiên nó vẫn là quyền của các ông tôi không không bắt ai phải nghe tôi hay là ép gì cả mà hãy coi rằng lời nói của một người biết suy nghĩ có suy nghĩ theo cái cách riêng của anh ta có thế thôi. Xin cảm ơn các ông, cảm ơn tất cả bà con đã chú ý theo dõi.